Nhà đẹp Tấn Á xin chào và rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ các mẫu nhà đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Tấn Á. Hàng ngày công ty chúng tôi sẽ gửi tới các bạn các mẫu nhà đẹp, có thể là một mẫu nhà cổ điển, tấn cổ điển, một mẫu nhà ống, nhà phố, hay là một mẫu nhà mà chúng tôi vừa thiết kế vừa thi công trọn gói, để giúp các bạn có thể so sánh giữa thiết kế và thực tế, giữa các cái màu sơn, các cái mẫu gạch, các cái mẫu sân vườn đẹp với nhau, để các bạn tha hồ thoải mái lựa chọn và áp dụng vào công trình mái ấm của gia đình mình. Và hôm nay cử điện hẹn lại lên, mình sẽ gửi tới các bạn một mẫu nhà cấp 4 được thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại với hệ mái thái nổi bật. Và chủ nhân của ngôi nhà này đó là anh hùng tại Xuân Hồi, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Những anh em bạn bè nào có ở gần địa chỉ trên thì hãy đến để cùng chiêm ngưỡng mẫu thiết kế của chúng tôi, vì ngôi nhà đang bước vào phân thố chuẩn bị hoàn thành. Với ngôi nhà của anh Hùng thì phần hệ mái thì chúng tôi thiết kế là kiểu mái thái với cái độ dốc là khá cao. Ở cái vị trí đỉnh mái thì chúng tôi vẫn bố trí cả cái kim thu lôi được hàn liên kết với nhau và chốn xuống lòng đất, đảm bảo cho ngôi nhà được an toàn nếu gặp sự cố như sấm sét có thể xảy ra. Và ở các cái đường viên và các cái điểm giáp nối giữa các cái phần mái thì chúng tôi sử dụng một loại ngói Uber được chạy song song và vuông vắn rất là đẹp. Đây các bạn có thể thấy được chúng tôi bố trí các loại ngói được chạy ngang điểm giáp nối ở hai cái ốp mái lại với nhau. Và với hệ mái này chúng tôi bố trí rất là nhiều mái được ôm chồng lại nhau rất là đẹp. Và màu sắc chủ đạo của ngôi nhà này chúng tôi vẫn sử dụng tông màu trắng kết hợp với cái màu trung tính của phần mái ngói và những cái phần điểm nhẫn nhá màu vàng, những cái phần gạch ốp, tạo sự trang trí nhẫn nhá cho toàn bộ không gian của ngôi nhà. Đấy, các bạn có thể thấy được với cái tông màu này thì công trình nó không bao giờ bị lỗi thời và luôn bền đẹp với thời gian nha các bạn. Và ở khu vực trên cửa sổ thì chúng tôi cũng bố trí các cái mái giả đua ra để che nước mưa tạt vào khu vực cửa sổ của ngôi nhà. Và với những cái mẫu nhà như thế này thì chúng tôi cũng bố trí rất là nhiều ô cửa sổ đảm bảo sự thông thoáng cho từng căn phòng của căn nhà, giúp cho từng căn phòng được điều hòa tốt không khí từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Và với mẫu nhà này thì những cái mẫu cửa chúng tôi bố trí là được thiết kế theo cửa hệ Sinva, hệ nhôm kính, nó vừa bền đẹp và chống chịu với thời tiết rất là tốt. Ngoài ra thì chi phí để làm cái hệ cửa này nó cũng rất là vừa túi tiền, cho nên là được rất nhiều gia chủ lựa chọn hệ cửa này. Và khu vực sảnh chính và sảnh phụ thì chúng tôi sử dụng bộ cửa gỗ truyền thống được chạm khắc rất là đẹp. Và ở khu vực sảnh chính và sảnh phụ thì chúng tôi cùng bố trí hai cái cột rất là to khỏe được ở giữa trụ thì chúng tôi sử dụng các cái đường chỉ ấm và sơn màu nâu. Và khu vực sảnh chính cũng vậy, ở phía dưới chân trụ thì chúng tôi sử dụng loại gạch đá màu đen vấn đá được ốp lên cái phần chân trụ, tạo sự chắc chắn cho khu vực sảnh chính của ngôi nhà. Và chúng tôi cũng sử dụng các cái đường phao chỉ rất là to khỏe và nhẹ nhàng được chạy ngang dọc theo chu vi của ngôi nhà. Các cái sử dụng các cái chỉ ấm được chạy theo ngang theo các cái mặt tường và các cái đường phao cỡ lớn, tạo sự riêng biệt từng phần của ngôi nhà. Và khu vực phần tường giữa tầng mái và tầng 1 này thì chúng tôi sử dụng sơn màu vàng để
sơn lên cái phần gờ phân tường này tạo sự riêng biệt cho công trình. Và ở vị trí tường của phần mái này thì chúng tôi cũng bố trí các cái gạch thẻ màu vàng được ốp lên cái phần phần dưới của phần mái này tạo sự nổi bật cho cái phần mái của công trình. Và tam cấp của ngôi nhà này được chúng tôi thiết kế là 3 bậc, với mặt bậc là chúng tôi sử dụng đá hoa cương màu đen và cổ bậc thì chúng tôi sử dụng đá trắng tự nhiên. Ngoài ra thì chúng tôi cũng kết hợp với không gian xanh bằng việc đưa bố trí ở những cái vị trí để cho gia chủ có thể trồng hoa cây xanh và tạo không gian xanh cho ngôi nhà. Đấy, các bạn có thể thấy được một góc bên hông của ngôi nhà này, các cái chậu hoa và khu vực trồng cây, trồng hoa được chúng tôi bố trí rất là đẹp. Và chúng tôi cũng sử dụng các cái đèn ống trần và đèn trang trí ở khu vực sảnh chính và hai bên trụ của khu vực sảnh phụ. Đó, ta đảm bảo cái độ sáng cho toàn bộ không gian của ngôi nhà. Rồi, chúng ta cùng đi vào phần công năng chính của ngôi nhà, và đây là mặt bằng công năng chính của ngôi nhà, và đây là khu vực sảnh chính đi vào ngôi nhà. Và bước vào cái phòng sảnh chính này thì chúng ta đến cái phòng khách với kích thước là 20,5 mét vuông, và đi qua phòng khách là một phòng bếp với diện tích là 18 mét vuông, được ngăn cách với phòng khách được ngăn cách với cái phòng khách này bằng một cái hệ lam bằng gỗ thịt. Và đây là khu vực cửa đi ra sảnh phụ của ngôi nhà. Và với công trình của nhà anh Hùng thì chúng tôi thiết kế cho gia đình anh 3 phòng ngủ. Phòng ngủ thứ nhất với diện tích là 12,2 mét vuông, phòng ngủ thứ hai với diện tích là 12 mét vuông và phòng ngủ thứ ba với diện tích là 12 mét vuông. Và một phòng thờ với diện tích là 18 mét vuông, 7,8 mét vuông, xin lỗi các bạn. Và ở không gian phía sau là khu vực phòng tắm và nhà vệ sinh. Đấy là toàn bộ công năng của ngôi nhà. Đấy, các bạn có thể thấy được cái sự bố trí hợp lý, đầy đủ công năng của công trình anh Hùng. Đấy, đấy là cái chi tiết phần mái của ngôi nhà. Thì bất cứ cái bộ bản vẽ nào thì chúng tôi cũng thể hiện rất là rõ ràng, rất là chi tiết, từ cái kích thước phào chỉ hay là kích thước xà gồ hay là kích thước phần mái được chúng tôi bố trí rất là rõ ràng và rất là chi tiết. Và đây là cái mặt bằng bố trí nội thất của gia đình. Đấy, đấy là khu vực bàn ghế của phòng khách, và đây là bàn ăn của gia đình, đây là phòng bếp. Và đây là mặt cắt đứng của ngôi nhà với cái chiều cao của sàn 1 đã là 3,7 m, và phần mái là 4,35 m. Phần mái này là cao hơn phần sàn nhà các bạn. Với cái kiểu mái Thái thì nó cũng vậy, với thiết kế cái hệ mái rất là cao. Và thì chúng tôi cũng thể hiện rất là rõ ràng chi tiết. Và ngoài những cái buổi giám sát trực tiếp thì chúng tôi cũng hỗ trợ cho chủ nhà và chủ thầu những cái buổi hỗ trợ qua mạng, qua video gián tiếp, và đồng hành cùng gia chủ cho đến lúc công trình được hoàn thành. Rồi, chúng ta cùng đi nhìn lại cái phần phối cảnh bên ngoài của công trình này. Các bạn có thể thấy được cái vẻ đẹp hiện đại của ngôi nhà này. Nếu các bạn thấy thích mẫu nhà kiểu mái Thái này thì các bạn có thể liên hệ cho tôi theo số điện thoại phía dưới, hoặc các bạn đang có ý định làm nhà và cần tham khảo một số mẫu nhà thì các bạn có thể truy cập vào cái website của công ty nhà đẹp Tân Á.vn. Thì trên trang web của chúng tôi có rất là nhiều mẫu nhà đẹp được chúng tôi thiết kế cho rất nhiều là gia chủ ở trên khắp mọi miền Tổ quốc Việt Nam, từ mẫu nhà cổ điển, tân cổ điển, mẫu nhà ống, vân vân. Các bạn có thể lên đây tham khảo một số mẫu nhà qua những cái hình ảnh 3D và những cái công trình đi vào sử dụng được chúng tôi đăng tải lên đây.
Thì ngoài ra các bạn có thể vào YouTube và gọi Nhà đẹp Tấn Á, sau đó đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo để không bỏ lỡ một video chia sẻ nào từ chúng tôi. Trên kênh YouTube có rất là nhiều video chia sẻ về các cái mẫu nhà đẹp, đi kèm với đó là các cái video chia sẻ về các cái kinh nghiệm, các cái kỹ thuật và các cái video về các cái mẫu nhà đã đi vào sử dụng, đã hoàn thành, vân vân. Ngoài ra thì các bạn cũng có một chút kiến thức về nguyên vật liệu, giá cả và màu sắc, màu gạch, vân vân, để các bạn có thể vận dụng và áp dụng cho công trình của gia đình mình sau này. Và đến đây thì buổi chia sẻ về video mẫu nhà đẹp hàng ngày của chúng tôi cũng xin hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video tiếp theo.